皆さん、どうもこんにちは。ジェビ会話のトアンです。よろしくお願いします。Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel ジェビ会話 online và mình là Toàn, rất vui được giao lưu với các bạn. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn đó là những câu nói, cách nói thường hay sử dụng trong môi trường giao tiếp làm việc của công ty Nhật Bản. Hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các bạn trên con đường chinh phục tiếng Nhật. Và các bạn nên tạo một thói quen luyện đi, luyện lại nhiều lần để chúng ta có một cách nói, cách thể hiện tiếng Nhật một cách nhuần nhuyễn, nói một cách tốt nhất các bạn nhé. Ra, let's go! Sukuba de no communication, giao tiếp tại nơi làm việc. Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình đào tạo tiếng Nhật giao tiếp online JB Kaiwa 121 và mình là Toàn, rất vui được giao lưu với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những câu nói thường hay sử dụng trong môi trường giao tiếp làm việc tại công ty Nhật. Đầu tiên đó là Hanashi chuu no aite ni koe o kakeru, bắt chuyện với đối phương. Khi đối phương đang nói chuyện với ai đó thì chúng ta có cách nói như sau. Đầu tiên mình sẽ đọc chậm, sau đó mình sẽ đọc nhanh, các bạn chú ý nhé. お話し中失礼します。Trường hợp này đó là sử dụng trong những cái lúc mà ví dụ như là chúng ta đang ở cuộc họp, chúng ta muốn ra ngoài hoặc là vào cuộc họp, thì cách nói này là để cắt ngang câu chuyện với ai đó trong khi mình muốn nhờ vả hoặc là mình muốn trình bày ý kiến của mình, thì cách nói này rất là tuyệt vời, các bạn hãy sử dụng nhé. Tiếp theo đó là mẫu thứ hai, yōji o tanomaretara, khi được ai đó nhờ vả. Thì có hai cách nói. Khi chúng ta được ai đó nhờ vả thì chúng ta sẽ đáp lại với câu như sau, đó là hai shōchi shimashita, shōchi shimashita, hai shōchi shimashita, hoặc là hai kasukomarimashita, hai kasukomarimashita. Thì đây là cách nói đáp lại khi được ai đó nhờ vả hoặc là cấp trên chỉ thị một công việc gì đó. Đây là cách nói kính ngữ của hai wakarimashita. Thì cái cụm từ wakarimashita là các bạn đã từng học và các bạn hiểu là vâng, tôi hiểu rồi. Thì trong môi trường làm việc business thì các bạn tránh sử dụng trường hợp wakarimashita. Đổi lại, chúng ta sử dụng hai cách nói trên nhé, các bạn chú ý. Đó là shōchi shimashita hoặc là kasukomarimashita, các bạn lưu ý nhé. Trường hợp thứ ba đó là wakaranai koto o kakunin suru, xác nhận việc mình không rõ hoặc là những vấn đề đó mà mình không có biết được là có đúng hay là sai, mình muốn xác nhận hoặc là hỏi ý kiến của cấp trên, thì chúng ta sẽ dùng cách nói sau đây, đó là kochira wa ikaga itashimashou ka, kochira wa ikaga itashimashou ka, mashou ka, các bạn nhé, mình sẽ đọc nhanh này, kochira wa ikaga itashimashou ka, các bạn nhé, ikaga itashimashou ka nhé. Đây là một trong những cách nói mà chúng ta nên sử dụng kính ngữ và luyện lại thật nhiều các bạn nhé. Tiếp theo đó là mẫu thứ tư, hajimete no shigoto o yarikata o kiku, lần đầu khi chúng ta tiếp nhận một công việc gì đó mà chúng ta không hiểu cách làm thì chúng ta có thể sử dụng cách nói sau đây. Mình sẽ đọc chậm trước nhé. Hotesu desu ga kono bubun o yarikata o oshiete itadakemasu ka? Hotesu desu ga kono bubun no yarikata o oshiete itadakemasu ka? Hotesu desu ga kono bubun no yarikata o oshiete itadakemasu ka? Oshiete itadakemasu ka, các bạn nhé. Và khi chúng ta luyện những cách nói như vậy thì kính ngữ là một trong những phần rất là khó để phát âm, nên chính vì vậy các bạn cần phải luyện đi luyện lại rất là nhiều lần thì chúng ta mới thuần thục được cách nói, các bạn nhé. Và lưu ý một điều đó là chúng ta tránh sử dụng những cách nói trong giao tiếp hàng ngày, ví dụ như là yarikata ga yoku wakaranai desu kedo, yarikata ga yoku wakaranai desu kedo,
Thì cách nói này là chúng ta sử dụng với bạn bè hoặc là trong những cách nói thông thường nhá. Nhưng trường hợp chúng ta nói chuyện với cấp trên hoặc là những người hướng dẫn mình, chỉ đạo mình thì chúng ta sử dụng cách nói mà mình vừa hướng dẫn sau đây các bạn nhé. Các bạn chú ý cho mình. Tiếp theo đó là trường hợp thứ 5, đó là Oshiete moratta oreyo iu. Khi được ai đó giúp đỡ hoặc là hướng dẫn một việc gì đó trong công việc thì chúng ta đáp lại lời cảm ơn nhé. Đó là arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Daihen tasukarimashita. Daihen tasukarimashita. Thì hai cách nói này nó sẽ đi liền với nhau nhé. Đó. Trong trường hợp sẽ có rất là nhiều người quen cách nói sử dụng trong hàng ngày. Nếu được ai đó hướng dẫn một cái thao tác nào đó hoặc là một việc gì đó thì chúng ta thường có một cách nói quen miệng, đó là sōkana, naruhodo. So desu ne, naruhodo, naruhodo to ka. Thì cách nói là đúng rằng là như vậy nhỉ. À, cái này là như vậy đã hả? Thế này. Thì cách nói này nó không đúng văn phong trong giao tiếp văn phòng khi nói chuyện với cấp trên của mình các bạn nhé. Và đổi lại các bạn nên áp dụng câu nói trên, đó là arigatou gozaimashita, daihen tasukarimashita các bạn nhé. Tiếp theo đó là trường hợp thứ 6, tanomare goto o shita ga dou shitemo te ga hanasenai toki. Tức là trường hợp mà được ai đó nhờ vả một gì đó nhưng mà mình đang làm việc của mình, nó đang mắc một công việc gì đó mà dù cách nào đi nữa thì mình cũng phải hoàn thành và không thể nào rời khỏi cái công việc hiện tại, thì mình sẽ từ chối một cách khéo léo như sau. Đó là moshiwake gozaimasen, kochira no sagyo ga owari shidai sugu ni torikakarimasu. Moshiwake gozaimasen, kochira no sagyo ga owari shidai sugu ni torikakarimasu. Mình đọc lại nhé. Moshiwake gozaimasen, kochira no sagyo ga owari shidai sugu ni torikakarimasu. Thì rõ ràng ở đây là người Nhật họ tránh những cái cách nói từ chối trực tiếp. Ví dụ như là chúng ta nên lưu ý nhé. Sumimasen, ima chotto isogashii desu kedo. Ima sumimasen, chotto isogashii desu kedo. Thì đây là một cách nói trực tiếp và chúng ta nên hạn chế và tránh những cách nói như vậy để làm mất lòng đối phương cũng như là làm tổn thương đối phương các bạn nhé. Và cách nói phía trên đây là một trong những cách nói mà các bạn nên áp dụng và lưu ý lại nhiều lần, được không ạ? Và cách nói cuối cùng mà mình muốn giới thiệu trong chuỗi những cách nói trong nơi làm việc, đó là fuzai chuu ni denwa ga atta koto o tsutaeru. Trường hợp này là trường hợp mà ví dụ như khi sếp chúng ta hoặc là cấp trên của chúng ta không có tại cái nơi đó mà khách hàng gọi tới hoặc là ai đó gọi tới muốn gặp sếp, thì chúng ta muốn truyền lại cái cuộc gọi đó cho sếp của mình thì mình sẽ sử dụng cách nói sau đây. Trường hợp ở đây là anh Kimura nhé. Kimura-san, sake hodo Marumoru-san no Takahashi-sama kara o denwa ga arimashita. Kimura-san, sake hodo A-san no Takahashi-sama kara o denwa ga arimashita. Thì cái từ o denwa ga arimashita này là tạm dịch là anh Kimura ơi, lúc nãy thì có điện thoại từ ngài Takasama, Takahashi nhé, từ công ty nào đó, thì chúng ta sẽ sử dụng trường hợp này các bạn nhé. Kimura-san, sake hodo Marumoru-san no Takahashi-sama kara o denwa ga arimashita. Thì sau khi chúng ta nói một cách đơn giản như vậy để chúng ta có những cách nói để đối ứng những trường hợp như vậy, hy vọng rằng những câu nói như vậy tuy là nó không mới mẻ nhưng các bạn cần luyện đi luyện lại nhiều lần để chúng ta thuần thục và quen miệng, quen cách dùng để chúng ta giao tiếp tốt hơn trong môi trường business các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và video tiếp theo là video nó nói đến cái quy tắc, đó là Horenso, tức là Hokoku Renraku Sōdan với cấp trên của mình các bạn nhé. Và đây là báo cáo liên lạc và thảo luận bàn bạc các bạn nhé. Hy vọng rằng video tiếp theo sẽ là những cách nói mà các bạn nên áp dụng. Rồi, các bạn nhớ đón chờ và đăng ký kênh để chúng ta
có một video tiếp theo liên quan đến Hodenso các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh JP Kaiwa các bạn nhé. Arigatou gozaimashita.